Và thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp với khu vực nông thôn chiếm tới 63% dân cư, 66% số hộ và 68% người làm việc nông nghiệp, chiếm tỷ trọng là 13,96%. Trong GDP, mô hình sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị vẫn luôn là tồn tại của nền nông nghiệp nước ta trong nhiều năm qua. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xuất khẩu nông sản Việt Nam bế tắc, những thị trường xuất khẩu như là Trung Quốc, EU hay là Mỹ bị tác động lớn, cộng thêm đó là những tác động kép của hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ, nền nông nghiệp của Việt Nam của chúng ta đã phải chứng kiến cảnh là nông dân mất mùa, doanh nghiệp phá sản và hàng loạt những khó khăn trước mắt. Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng vào thị trường nội địa, chuyển đổi số được xem là một thang thuốc hiệu quả cho tương lai nông nghiệp Việt Nam. Vậy chúng ta đã và đang có những cơ chế, chính sách như thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số trong nông nghiệp? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Chương trình này được phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn năm 2021-2025. Phương thức lựa chọn sàn thương mại điện tử là nơi kinh doanh nông sản đã được đơn vị này lựa chọn để gỡ khó trong giai đoạn Covid-19 bùng phát. Đến nay, đây đã trở thành một kênh kinh doanh hữu ích cho đơn vị. Từ khi vào cái giao dịch kỹ thuật số này thì vào cái hàng nhà mình thì mỗi ngày nghĩa là tăng dần thêm một ít. Còn tại Bắc Giang, khi vải thiều được đưa lên sàn giao dịch của Postmart và Vỏ Sò, mỗi ngày có hàng triệu lượt truy cập để tìm hiểu về sản phẩm này. Thì số lượng người dân lên sàn là đột biến, mà người dân vào sàn để mua sản phẩm thông qua cái gian thương mại điện tử, qua cái chỉ đạo của công ty liên thông của tỉnh miền Trung và đặc biệt là trong cả chỉ đạo với hỗ trợ của các cái nhà truyền thông bằng việc là nhắn tin, thì cái kết quả nó thay đổi cái gọi là chóng mặt, chứ không phải thay đổi nhanh mà thay đổi cái chóng mặt. Thay đổi chóng mặt, đó là nhận xét của đại diện thương mại điện tử Postmart nói về hành vi của người tiêu dùng đối với giao dịch trên các sàn thương mại điện tử trong suốt thời gian qua. Vậy nhưng không phải ai cũng nắm được các quy tắc cơ chế để có thể gia nhập môi trường thương mại điện tử, một công cụ chuyển đổi số đắc lực hiện nay. Sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò đã kết nối hàng triệu hộ gia đình và hàng trăm ngàn hộ gia đình đã mua được quả vải tươi. Nhiều người ở Cà Mau, ở Đà Lạt, cả đời chưa được ăn quả vải ở Bắc Giang vì chưa bao giờ nghĩ rằng có thể đặt hàng để quả vải tươi về đến nhà mình. Năm nay thì đã khác. Trên 25 triệu hộ gia đình Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu trên mảnh đất này, đều có thể mua cân vải và nhận quả vải tươi sau nhiều nhất là 48 tiếng. Vâng, thưa quý vị, là theo quyết định 749 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nông nghiệp sẽ là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Nhưng mà thực tế thì không phải là ai cũng lường trước được việc là đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và sẽ phải gặp những cái vướng mắc về pháp lý như thế nào. Và để giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng tôi đã mời tới ngày hôm nay luật sư Lê Văn Thắng, giám đốc công ty luật Lê & McKenzie. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Vâng, thưa luật sư, chúng ta cũng đã nhìn thấy ưu việt khi mà chúng ta đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử. Và cái việc mà chúng ta chuyển đổi số là những cái việc mà chúng ta cảm thấy là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19 và hậu Covid-19 và đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rõ là có những vấn đề trong cái việc chúng ta đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Và ông có thể chia sẻ cho chúng tôi và để cho khán giả của chúng tôi hiểu rõ hơn là khi mà chúng ta đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ạ, thưa ông? Vấn đề mặt pháp lý, khi anh kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thì anh phải xem xét được là cái cơ chế tài chính chất của cái sàn thương mại điện tử đưa ra bảo vệ người bán đến đâu. Đó. Các cái rủi ro trong trường hợp mà người bán, người mua đặt hàng nhưng họ không thanh toán hoặc đặt hàng nhưng họ không nhận hàng, hay chúng ta phải nói là bán hàng, thì cái cơ chế của cái chủ kinh doanh sản thương mại điện tử bảo vệ cái người bán trên sàn thương mại điện tử là như thế nào? Vâng, trên thực tế thì chúng ta đã có những cái chính sách như thế nào để hỗ trợ cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số và đặc biệt là đưa các mặt hàng nông sản lên sàn thương mại điện tử ạ, thưa ông? Thì phải nói là đây là cái điểm rất sáng. Tôi thấy rằng là nhà nước, cụ thể ở đây là đặc biệt là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có những cái phối hợp để giúp các cái nông dân Việt Nam đưa nông sản của mình tới nhiều vùng miền tổ quốc cũng như là xuất khẩu. Hay như là cụ thể điểm thứ nhất là cái cục thương mại điện tử và chuyển đổi số của Bộ Công Thương, họ đã xây dựng cả một cái sàn thương mại điện tử, đó là cái sản phẩm Việt, để giới thiệu các nông sản Việt Nam tới người tiêu dùng.
Đấy, và một bước nữa mà tôi cho rằng họ đang làm rất tốt, đó là họ đã không chỉ là dừng ở cái việc đưa cái sản phẩm Việt này, cái website thương mại điện tử này, mà họ còn đưa cái chương trình này vào các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Tiki, Vỏ Sò của Viettel, hay là Sen Đỏ của FPT, hay là một số sàn thương mại điện tử khác. Và đặc biệt là trong năm nay, đầu năm nay thì họ đã có cả kế hoạch để đưa các cái chương trình sản phẩm Việt đó lên cái sàn thương mại điện tử lớn và hàng đầu của Trung Quốc, đó là JD.com. Lời khuyên của luật sư đối với các doanh nghiệp khi mà họ mong muốn cũng như là đã và đang đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là gì ạ, thưa luật sư? Khi cung cấp sản phẩm nông sản qua sàn thương mại điện tử thì đầu tiên ta phải quan tâm tới là cái gì, cái đặc thù của sản phẩm nông sản đó là gì, nó không lưu trữ được lâu, không để được lâu. Thế khi mà anh giao hàng coi như vậy thì anh phải đảm bảo chắc chắn là cái người mua của anh là ai. Để đảm bảo là khi anh giao hàng như vậy thì anh phải là được thanh toán, chứ không thể tránh cái trường hợp mà khi anh giao hàng thì đến nơi không nhận được hàng. Mặc dù anh không mất hàng, nhưng hàng đấy mà anh vận chuyển về thì cũng hỏng. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là gì, anh phải kiểm soát được chất lượng khi chuyển hàng cho tới cái người tiêu dùng, người mua của anh. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi giao dịch với hàng điện tử, cái người mua không phải có điều kiện lúc nào họ kiểm soát được toàn bộ chất lượng. Thì anh là người bán, anh phải có tâm, anh muốn kinh doanh lâu dài trên sàn thương mại điện tử. Đấy, thì anh phải tuân thủ luật chơi, đó là vì anh phải kinh doanh, phải lành mạnh thì anh kiểm soát được cái chất lượng để cung cấp đến với người tiêu dùng. Và thứ ba nữa là gì, là anh không được, hay tôi còn nói là treo cái gì bán được chó. Anh cung cấp sản phẩm qua thành phố này thì anh mô tả như nào thì anh phải bán đúng cái hàng hóa như vậy. Đó là những, trên đây là những vấn đề chính mà tôi lưu ý cho các cái doanh nghiệp khi tham gia vào sản phẩm điện tử. Bởi vì ở đây tôi nhắc lại, đó là cái lĩnh vực rất mới, rất triển vọng và cũng rất tiến bộ, là xu thế không thể đảo ngược. Nhưng khi chúng ta tham gia vào, chúng ta phải văn minh lên, chúng ta tuân thủ luật chơi và lưu ý những cái vấn đề mà như tôi đã đề cập ở trên. Vâng, đại dịch Covid-19 là khủng hoảng chung của toàn cầu nhưng cũng mang lại những bài học cũng như là cơ hội cho chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cần một tầm nhìn xa, lựa chọn được cách tiếp cận đúng, có bước đi phù hợp và được hỗ trợ thỏa đáng từ chính sách của nhà nước cũng như là cộng đồng doanh nghiệp số. Và chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.